Thưa quý vị và các bạn, gió mùa đông bắc có cường độ mạnh tràn về khiến nền nhiệt các khu vực trong tỉnh giảm nhanh kèm theo mưa nhỏ rải rác. Rét đậm rét hại dự báo sẽ kéo dài nhiều ngày tới và riêng vùng núi cao còn có khả năng xảy ra băng giá và mưa tuyết. Ngày hôm nay, không khí lạnh sẽ được tăng cường mạnh thêm. Do đó, các khu vực trong tỉnh nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa. Nhiệt độ toàn tỉnh sẽ giảm sâu hơn, kèm theo mưa khiến cảm giác càng rét cóng. Thời gian xảy ra rét đậm, rét hại trên diện rộng ở khu vực vùng thấp của tỉnh từ ngày 22 đến ngày 27, 28 tháng 1. Vùng cao thời gian rét đậm, rét hại còn kéo dài hơn nữa. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở các khu vực phổ biến từ 7 đến 10 độ C, vùng đồi núi cao dao động từ 3 đến 6 độ C, vùng núi cao 0 đến 3 độ C. Đặc biệt theo nhận định của Đài khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai, trong các ngày từ đêm 22 đến 25 tháng 1, nhiệt độ giảm thấp nhất và có khả năng khu vực vùng núi cao trên 2.300m xuất hiện băng giá, mưa tuyết. Người dân cần chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống rét, đảm bảo sức khỏe và an toàn cho người dân cũng như vật nuôi, cây trồng các loại.